Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là 4 giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2023. Hiện tại thì mình đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Tiền Giang đi Vĩnh Long. Và hiện tại trên tuyến quốc lộ 1A này qua cầu Mỹ Thuận 1 đang kẹt xe rất là kinh khủng. Và hồi nãy giờ thì mình di chuyển khoảng 30 phút, 40 phút gì rồi nhưng mà cũng chưa có qua được cầu Mỹ Thuận 1. À, hiện tại thì trên cầu thì đang có một cái sự cố, xe tải đang có va chạm như là tắt máy gì giữa cầu á, nên là bây giờ chỉ còn di chuyển được một làn thôi, nên là các phương tiện lưu thông qua cầu Mỹ Thuận 1 chiều hôm nay rất là khó khăn, rất là vất vả luôn. Thì bây giờ chỉ nhích nhích thôi chứ không có chạy được nè. Đó, mình thấy các phương tiện nè, quá khó khăn vất vả luôn. Những cái áp lực giao thông đang đè nặng lên cầu Mỹ Thuận 1 nha. Chỉ còn một tháng nữa thôi là sẽ bà con của mình sẽ đi lại được dễ dàng hơn, thuận lợi hơn rồi, và giảm tải cho cầu Mỹ Thuận 1 nữa. Thì cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành và thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Không biết cái sự việc chính xác là như thế nào nhưng mà cũng nghe phong phanh các anh em đi ngược chiều đó thì cũng có chia sẻ là mà có tai nạn ở trên cầu đó. Để bây giờ mình di chuyển từ từ lên xem coi như nào mà quay cho cả nhà mình thấy được cái cảnh kẹt xe ở trên cầu Mỹ Thuận 1 nữa ha. Như vậy mới thấy được cái quan trọng của cái cầu Mỹ Thuận 2 sắp tới. Lúc đó thì các phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách, xe container thì đều di chuyển qua cao tốc để mà đi về Cần Thơ, là đi về quốc lộ 80. Lúc đó là ở cầu Mỹ Thuận 1 này sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều ạ. Bà con đi lại sẽ dễ dàng hơn. Này, đây là cái lan can bằng thép nè, giống như ở cầu Mỹ Thuận 2 nè. Bây giờ nãy ở trong video trước thì mình có chia sẻ đó, thì các anh cũng đang lắp cái lan can bằng thép này ạ. Phía bên dưới thì cái giải phân cách cứng là cái con lươn đấy ạ. Phía bên trên này thì để giúp các phương tiện qua đây thì không có bị chói ha. Buổi tối thì bắt đèn bằng quét đèn pha đó thì sẽ không có chói người đối diện ạ. Mà cái lưới này á, cái hàng rào này thì ở cầu Mỹ Thuận 2 mình thấy cao hơn, vì cái cao tốc mà là phải cao hơn để mà các phương tiện di chuyển được an toàn nhất ạ. Cầu Mỹ Thuận 1 khánh thành vào năm 2000 thì có thiết kế 6 làn đường nhưng mà chỉ có 4 làn đường là xe hỗn hợp thôi, xe ô tô, xe máy chạy, còn ở trong là dành cho người đi bộ, xe đạp đấy ạ. Thì ở trong thì không có di chuyển xe máy được, nhưng mà ở ngoài xe máy vẫn di chuyển. Rồi xảy ra cái trường hợp kẹt xe như vậy thì di chuyển rất là chậm luôn. Xe máy, xe ô tô đều di chuyển chung mà, là rất là khó. Từ vị trí này lên cầu Mỹ Thuận 1 khoảng 300-400 mét nữa, mà bây giờ di chuyển rất là chậm đây. Anh em tài xế nhẹ chân ga ha. Vào những ngày lễ, những ngày Tết, những ngày cuối tuần mà kẹt xe như vậy thì di chuyển rất là khó, nên anh em cứ bình tĩnh chạy từ từ thôi, không có nguy hiểm. Dễ rất là dễ, rất dễ hôn nhau ha. Ở cầu Mỹ Thuận 1 thì phải nói là thường xuyên xảy ra những cái tình trạng kẹt xe, nhất là ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 nè, rồi những ngày bà con về quê ăn Tết nè, rồi ăn Tết xong rồi quay lên đi làm lại đó. Trời ơi, phải nói là kẹt xe khủng khiếp, có khi kẹt xe đến 2-3 tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng chưa có di chuyển được luôn. Những em nhỏ nè, rồi những người lớn tuổi nhiều khi cũng không có ăn uống, không có chỗ uống nước nữa, rất là khó. Hy vọng sắp tới thì cầu Mỹ Thuận 2 sẽ thông xe rồi, thì lúc đó bà con đi sẽ thông thoáng hơn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển lên để xem có cái sự việc gì ở trên nè. Bây giờ là mình tới cái phần cầu chính này đây. Chiều hôm nay thì phải nói là áp lực giao thông trên cầu Mỹ Thuận 1 rất là khó khăn.
Còn Mỹ Thuận 2 khi mà hoàn thành sẽ có 6 làn đường và mỗi bên là có 3 làn đường. Lúc đó bà con sẽ di chuyển sẽ thông thoáng hơn ở cầu Mỹ Thuận 1. Bề rộng mặt cầu của cầu Mỹ Thuận 2 là 28m ạ. Mình hỏi cô này coi cho anh là gì vậy ta? Cô này lớn, chắc cô cũng chưa có được lên chợ nữa, mà chắc không có được đi tới trên kia luôn, mà chắc cô cũng không biết nữa. Đó, bây giờ là các phương tiện ha, di chuyển sang sát nhau luôn. Đó, người xem nè, xe máy bên đây nữa nè. Xe máy, rồi xe công, xe ô tô là di chuyển hỗn hợp luôn. Nên là qua đây sang sát nhau rất là nguy hiểm. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, tại vì có một đường thôi ạ. Phải cố gắng thôi. Bây giờ nếu mà có xe mà xe tải chết máy thì nằm hết chắn hết một làn rồi, nên là chỉ còn có một làn. Và bây giờ nếu mà kẹt xe kiểu này nữa là các xe ưu tiên giống như xe cấp cứu đi, nếu mà có sự việc xảy ra thì xe cấp cứu cũng không có lên được. Đó, bây giờ là ở trong thì xe máy này, ở trong nè xe máy chạy nè, rồi ở đây là xe công, xe tải nó chạy kín hết đường luôn. Bởi vì khi mà có cái trường hợp gì xảy ra thì rất là khó khăn để mà giải quyết, để cái hiện trường cho nó nhanh, để mà không có kẹt xe cũng khó, mà khó hơn nữa là ở trên cầu, quá khó luôn. Rồi bắt đầu lên cầu Mỹ Thuận đi ạ. Sự việc này xảy ra nãy là mình quay video trước thì mình đứng trên cầu Mỹ Thuận 2 là mình đã thấy rồi, là khoảng một tiếng rồi nhưng mà vẫn chưa giải quyết xong ạ. Đường từ Vĩnh Long qua Tiền Giang thì thông thoáng, xe lưu thông ổn định bình thường, còn bên đây thì quá áp lực luôn ạ. Ở phía sau mình này mình thấy là còn một dải xe rất là dài luôn. Xa xa bên kia đó là hai trụ tháp T15 và T16 của cầu Mỹ Thuận 2 ạ. Rất là đẹp luôn. Hôm nay thì cái phần cầu tháp thì các anh cũng đã tháo xuống rất là thấp rồi, thì ngày mai nữa thôi là các anh sẽ hoàn thành cái quá trình tháo gỡ cầu tháp. Còn phía bên trên mặt cầu thì hai bên thì các anh đang thi công lan can, lắp những cái lan can thép nữa. Còn ở giữa thì các anh đang thi công giải phân cách, thi công những cái hạng mục cuối cùng. Sắp tới thì sẽ thảm nhựa nè, rồi sơn kẻ đường, rồi lắp hệ thống đèn chiếu sáng nữa. Đường cong của cầu Mỹ Thuận 2 cái cao độ hôm nay rất là đẹp ha, từ Vĩnh Long qua Tiền Giang nhìn quá đẹp. Trong lúc kẹt xe mà di chuyển trên cầu Mỹ Thuận 1 thì cũng tranh thủ cập nhật cầu Mỹ Thuận 2 cho mọi người xem.
Đây ạ, bắt đầu mình tới cái chỗ mà xảy ra cái sự việc đây ạ. Xe tải ạ. À, một chiếc xe đầu kéo, à, như là có va chạm với chiếc xe xe 7 chỗ ạ. À. Trời ơi, mất cái đít luôn rồi. Ở vậy lên cầu mà không có chú ý quan sát là dễ hôn nhau lắm. Ở vậy kẹt xe, anh em tài xế đi quá khó khăn luôn ạ. À. Bây giờ vừa qua được cái đoạn này thì áp lực giao thông nó giảm đi rồi, anh em mình chạy xe được dễ hơn rồi. Rồi các anh em tài xế gắng ha, thì cuối năm nay 31 tháng 12 thì mọi người sẽ di chuyển được dễ hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi đây là cái cầu Mỹ Thuận 1 khánh thành vào năm 2000, đến nay đã 23 năm mấy, gần 24 năm rồi, rất là đẹp luôn ạ. Đây là cây cầu Dây Văng đầu tiên ở Việt Nam hợp tác với nước Úc ạ. À. Bên đây là cầu Mỹ Thuận 2 đây, à, cái bằng đường dẫn đây ạ. À. Thì trong video này thì mình cũng quay cái cảnh kẹt xe cũng như là cũng cập nhật nhanh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 như vậy cho cả nhà mình biết ha. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay. Chúc tất cả quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.